Vâng, gửi lời chào tới các bác làm vườn cũng như các bác làm cây bonsai. Hôm nay thì em lại chi tiết tới các bác cái dòng kéo bút đi, một cái dòng kéo công nghệ của Nhật, một cái mẫu kéo mà cao cấp nhất ở bên cửa hàng nhà em. Thì hôm nay đồng thời thì em sẽ giới thiệu luôn tới các bác cái cây kéo tỉa của dòng bút đi hàng công ty. Thì với cái bộ kéo này thì giá của nó rất chi là cao nhưng nó không thấp các bác ạ, nhưng mà đổi lại thì nó là chất lượng hàng cao cấp. Em sẽ bỏ ra một cây để các bác nhà mình được xem nhé. Thì đây là cây bút đi này, tên thương hiệu của nó là tên bút đi. Bút đi thì bên cơ sở em cũng rất nhiều dòng để gửi tới các bác, kéo cắt cành trên cao, kéo cầm tay, cưa. Hôm nay thì có thêm cây tỉa, một cái mẫu kéo mà các bác làm bonsai cũng rất quan tâm tới cái dòng tỉa này. Đây các bác này, đây nó là hàng công ty nhé. Các bác nhìn cái phần lưỡi cắt của nó rất chi là dày. Cái này thì cực kỳ là ok luôn nha các bác nhé. Khi các bác dùng yên tâm về chất lượng của cái loại này. Thì cái này là cái cán đỏ xanh nhá. Khi các bác mua kéo tỉa thì các bác hãy nhớ bảo em là dòng bút đi cán xanh trắng nhá, để em sẽ biết ngay. Bởi vì rất nhiều bác hỏi em là tôi tư vấn cho tôi cái kéo tỉa thì nhà em nhiều quá, em không không thể nhớ được cái mẫu nào. Đấy, cho nên là các bác nhớ tên cho em nhé. Đây là mẫu bút đi cây tỉa. Cây này thì giúp các bác cắt lách, cắt những cái vị trí khó thì các bác hãy sử dụng cái cây này. Đấy. Và để liên hệ giao dịch thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới hai đầu số điện thoại của bên em. Đó là số 0869 054 295 hoặc số điện thoại 0888 636 138. Hai số điện thoại chính của Zalo, có cả Facebook để các bác xem những cái sản phẩm của bên cơ sở em trước khi đặt hàng. Thì cái kéo này nhá các bác nhá, cái đặc biệt của nó có cái mài kéo này các bác này, đây là cái sợi mài kéo đấy. Khi các bác mà cắt xuống như này thì giúp chiếc kéo của các bác lúc nào cũng sắc bén. Đấy, chất thép của nó nhá, thật sự một chiếc kéo chất lượng thì các bác chỉ cần nhìn như này các bác cũng thấy là nó rất chi là ok, chất lượng cực kỳ là ok luôn. Và cái phần tay cầm của nó sẽ khác hẳn với chiếc kéo bình thường, nó rất chi là bắt tay nhá, cầm nó sẽ rất chi là bắt tay như này, không trơn trượt. Đấy, chất liệu nhôm thì cao cấp. Thì với cái dòng này thì bên cơ sở em đang nhận ship trên toàn quốc. Đấy, các bác mà quan tâm tới sản phẩm hãy liên hệ trực tiếp tới bên em hoặc để lại số điện thoại ở dưới cái video này, em sẽ trực tiếp gọi lại để tư vấn các bác về tất cả những cái sản phẩm của bên em. Thì bên cơ sở em những cái dụng cụ liên quan này nó rất chi là nhiều. Một video thì em chỉ đăng tải 1 đến 2 mẫu để các bác nhà mình được tham khảo thôi. Đấy, và các bác mà quan tâm tới nhiều đồ hơn, các bác đừng quên ấn vào nút đỏ nhé, ấn vào quả chuông để đón nhận tiếp những cái video của bên em về những cái sản phẩm hay, những cái sản phẩm hữu ích. Thì đây nó là cái kéo bút đi hàng Japan, hàng Đài Loan công nghệ Nhật các bác ạ, dài 20 cm. Đấy, và nó là một chiếc kéo siêu nhẹ, cầm bắt tay. Chất nhôm của nó là chất nhôm cao cấp các bác nhé, chất nhôm đúc đây. Đấy, tất cả những cái ốc vít của nó đều rất chi là cao cấp ở cái dòng bút đi này. Chế độ tự mài chống trượt rất chi là sâu. Thì em cũng xin kết thúc cái video ở đây nhé. Đấy, các bác mà quan tâm tới cái mẫu này cứ alo trực tiếp tới em. Em sẽ tư vấn các bác về tất cả những cái sản phẩm khác nhau của bên cơ sở em qua những cái video ngắn em đăng tải. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.